Jogabola, Pizza Racer, bứt tốc tạo lối riêng. Xin chào quý khán giả thân yêu của FPT Play. Hãy để cho sự hứng khởi trên sân vận động Thiên Trường vào lúc này thay cho lời chào đầu của trận đấu tâm điểm tại vòng đấu thứ 11 của Nai World V-League 1 2023-2024. Trên sân nhà thì Thép Xanh Nam Định sẽ bước vào trận đấu với tâm thế là phải bảo vệ được ngôi đầu bảng mà họ đang có được sau 10 vòng đấu. Còn với Hà Nội FC trong chuyến làm khách này, họ sẽ mang theo một mệnh lệnh phải thắng để có thể cải thiện được vị trí của mình trên bảng xếp hạng. Chúng ta sẽ đến với trận đấu tâm điểm thứ hai tại vòng đấu thứ 11 của Nai World V-League 1 2023-2024. Rất nhanh thì chúng ta cũng sẽ đến với đội hình ra sân của cả hai câu lạc bộ trong trận đấu ngày hôm nay. Dương Thanh Hào sẽ đá cặp trung vệ với Tân Bình, đạo Lucas Alves. Và ở phía sau anh vẫn là thủ thành Nguyên Mạnh. Ở hai cánh của đội chủ nhà đó sẽ là Tô Văn Vũ và Nguyễn Phong Hồng Duy. Ở hàng tiền vệ thì Lý Công Hoàng Anh cùng với Văn Công đá chính ngay từ đầu. Trên hàng công thì Rafaelson vẫn sẽ nhận được sự hỗ trợ của bộ ba, đó là Văn Toàn, Henrio và Văn Đạt. Trọng tài chính điều khiển trận đấu này đó là ông Hoàng Thanh Bình, cùng với đó là các trợ lý Nguyễn Trung Hậu và Đoàn Quốc Huy. Trọng tài thứ tư là ông Hà Văn Thức. Các trọng tài sẽ điều hành công nghệ VAR đó là ông Trần Ngọc Nhớ và ông Dương Hữu Phúc. Và sau đây sẽ là đội hình ra quân bên phía câu lạc bộ Hà Nội. Chắc chắn ngày hôm nay mặc dù có phong độ không tốt vào thời điểm này nhưng đây sẽ là trận đấu cực kỳ hay của câu lạc bộ Hà Nội. Họ chơi với sơ đồ chiến thuật đó là 4-1-4-1, đứng trong thành là thủ môn Văn Chuẩn, các hậu vệ như Xuân Mạnh, Duy Mạnh, Thành Trung và Văn Xuân, các tiền vệ đó là Winston, Văn Quyết và Hai Long, những cầu thủ chạy cánh như Văn Trường, Đinh Hai và đá cao trên công đó là Denison Junio. Và như vậy là tiếng còi bắt đầu trận đấu đã vang lên từ trọng tài Hoàng Thanh Bình. Trong hiệp 1 này thì đội chủ nhà câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định sẽ bảo vệ phần khung thành phía bên trái màn hình quý vị và các bạn. Sau chiến thắng ấy thì ông cũng đã khẳng định là đội bóng của ông còn rất nhiều việc phải làm. Henrio, không đâu! Lời chào mang theo sức nặng đến từ câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định đã được gửi đi với cái chân trái của Henrio. Đó là một pha phối hợp giữa Văn Toàn và Henrio, kết thúc bằng một cú dứt điểm táo bạo đến từ số 10. Đó là lời cảnh tỉnh cho hàng phòng ngự của câu lạc bộ Hà Nội trong ngày hôm nay. Nếu như họ không ngăn chặn được những mũi nhọn bên phía đội chủ nhà Thép Xanh Nam Định thì chắc chắn hàng phòng ngự của câu lạc bộ Hà Nội sẽ gặp khó khăn rất nhiều. Và đây là một trận đấu mà Văn Xuân sẽ cố gắng có được một món quà sinh nhật. Đường chuyền tốt, cơ hội cho Thép Xanh Nam Định. Tuy nhiên thì Lý Công Hoàng Anh đã không thể khống chế thành công. Bây giờ là Văn Toàn chuyền bóng dứt điểm. Một cú đá lên trời trong sự tiếc nuối của cổ động viên Thành Nam đến từ Rafaelson. Và những cầu thủ trẻ thì đang được sử dụng và họ chưa thể đảm nhiệm được. Pha phối hợp giữa Henrio và Rafaelson đưa bóng vào, cơ hội để dứt điểm, sút bóng không được. Lại là Xuân Mạnh với một tình huống block thành công, ngăn cản cú đá đến từ Văn Công. Nếu như Văn Đạt đã xâm nhập sâu vào trong thì Văn Công tiếp ứng, nhưng cú dứt điểm của anh đã không thể vượt qua được Xuân Mạnh. Denison Junior, Văn Quyết, Lê Văn Xuân. Một cầu thủ áo tím đã ngã đó là Đình Hải, nhưng trọng tài không thổi phạt Dương Thanh Hào. Đây là pha bóng mà Đình Hải đã ngã ở rìa vòng cấm. Pha đoạt bóng hợp lệ của Rafaelson. Liên tiếp là những màn tranh chấp khá tốt. Đó là Văn Công đưa chuyền cho Henrio, nhưng Quan Văn Chuẩn đã thấy được vấn đề và kịp thời băng lên. Ở những phút cuối của hiệp 1 cũng như phút đầu hiệp 2 thì Thành Trung cũng đã hỗ trợ tốt cho Lê Văn Xuân và hạn chế sức tấn công bên phía anh lăng cánh phải của Thép Xanh Nam Định. Rafaelson sút bóng. Trọng tài Hoàng Thái Bình đã ra dấu là Rafaelson rơi vào vị trí việt vị và đúng như vậy. Đó là một pha bóng chủ động dâng cao và cắt bóng của Lucas Alves. Nhưng bây giờ là Tuấn Hải không chế bóng khá tốt. Nguy hiểm. Xem chút nữa thì bóng đã hướng vào khung thành. Một tình huống hy hữu. Dương Thanh Hào là người đã nỗ lực phá bóng và đập vào chân của Ta Quê, nảy về phía gần với khung thành của Thép Xanh Nam Định. Lê Văn Xuân và mở bóng quá lộ. Và bây giờ là lên bóng dành cho Thép Xanh Nam Định.
Henrio. Vẫn là Henrio. Sút bóng, không vào. Dứt điểm. Vào. Nhưng Việt vị mất rồi. Trọng tài biên đã phất cờ. Thật sự đáng tiếc cho Thép Xanh Nam Định nếu như Văn Toàn rơi vào thế biết vị. Trước đó là một đường truyền không thật sự tốt của Lê Văn Xuân và giúp cho Nam Định triển khai tấn công một cách mạch lạc. Không việt vị khi mà Henrio chạm bóng. Văn Toàn không việt vị. Văn Toàn vẫn đứng trên Duy Mạnh. Bây giờ chỉ cần ông Hoàng Thanh Bình ra xem lại tình huống quay chậm và đưa ra quyết định của mình mà thôi. Quan điểm của tôi và anh Hoàng Hải đó là bàn thắng hợp lệ. Đây là một tình huống mà Văn Toàn vẫn đứng trên so với Duy Mạnh. Và như vậy là Văn Toàn đã mang lại chiếc chìa khóa giải mã sự chặt chẽ của trận đấu. Thép Xanh Nam Định đang dẫn trước 1-0. Bàn thắng đã được công nhận. Bàn thắng thứ 3 kể từ đầu mùa của Văn Toàn. Và nó mang một ý nghĩa rất quan trọng trong trận đấu tại vòng đấu thứ 11 này. Sút bóng. Một cú ra chân đáp trả đến từ Tà Quệ. Văn Công đang bị chuột rút. Ngay sau đó thì chúng ta có thể thấy một pha vuốt bóng của Tàn Quê nó cực kỳ nguy hiểm. Bóng đi sát cột dọc. Sẽ là một quả đá phạt góc được dành cho câu lạc bộ Hà Nội. Nguy hiểm. Chút xíu nữa thôi thì Lucas Alves đã đưa bóng về lưới nhà. Đánh đầu. Hà Nội FC đã có được bàn thắng gỡ hòa. Hơn 75 phút thi đấu, chỉ một tình huống cố định và Hà Nội FC đã có được bàn thắng gỡ hòa. Đó là sự khắc nghiệt của bóng đá. Thép Xanh Nam Định đã làm tất cả để có được bàn thắng vượt lên, nhưng Hà Nội FC gỡ hòa với một quả đá phạt góc. Xuân Mạnh là người đã có một cú đánh đầu sau quả đá phạt góc ấn tượng của Đậu Văn Toàn. Không ai theo kèm với Xuân Mạnh cả. Trả bóng về tuyến sau. Duy Mạnh. Cú đánh đầu ngược chuyền bóng. Dứt điểm. Một pha bóng mà hệ thống phòng ngự của Thép Xanh Nam Định đã bị đánh bại bởi một đường chuyền đến từ Duy Mạnh, cùng với một tình huống đánh đầu ngược chuyền bóng của Văn Quyết. Nhưng ở phía trong thì Ta Quê cũng như là Xuân Mạnh đã dẫm chân nhau. Cơ hội cho Thép Xanh Nam Định. Đường chuyền rất đồng đội. Henrio không vào. Rất đáng tiếc, rất đáng tiếc cho Thép Xanh Nam Định. Henrio đã phung phí một cơ hội 10-10 ở thế 1-1 với Quan Văn Chuẩn. Nỗ lực để thoát lì của Delison Junior. Và bây giờ là Toa Quê, vẫn là Ta Quê. 4-2 cho câu lạc bộ Hà Nội. Họ có khai thác được không? Tuấn Hải, vẫn là Tuấn Hải, chậm mất rồi. Sút bóng. Danielson Junior. Trần Văn Thắng. Đánh đầu. Văn Quyết tỏ ra cực kỳ tiếc nuối. Đó là một quả tạt ấn tượng đến từ Văn Thắng. Cả hai đội bóng đều rất cẩn thận với pha bóng này. Dứt điểm. Goal! Goal! Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Trên sân vận động Thiên Trường. Đó là Tuấn Hải. Đó là pha móc bóng của Tuấn Hải. Tuấn Hải đã gây rất nhiều thất vọng, đã mất ảnh trong trận đấu mà anh ra sân gần nhất gặp Đông Hóa Thanh Hóa. Và vừa rồi thì anh đã làm gì vậy? Từ Bình Dương cho đến Thiên Trường, Tuấn Hải đã để lại dấu ấn ở mùa giải năm nay với những bàn thắng cực kỳ đẳng cấp. Và tôi tin chắc rằng bàn thắng của Tuấn Hải vừa rồi sẽ khiến cho rất nhiều các cổ động viên phải đứng bật dậy.
Bây giờ là cơ hội cho Rafael Sơn. Không việt vị. Vẫn là Rafael Sơn, rất bình tĩnh. Cơ hội. Hai đều. Hai đều. Các bạn ơi, hai đều rồi. Không thể tin được. Không thể tin được. Hai đều trên sân vận động Thiên Trường. Đây là V-League, quý vị và các bạn thân mến. Đây là một trận đấu rất khó quên ở mùa giải năm nay. Chúng ta có Tuấn Hải với một siêu phẩm, thì chúng ta có Rafael Sơn. Cơ hội cho đội chủ nhà Thêm Xanh Nam Định. Đưa bóng vào. Rafael Sơn. Cơ hội. Có vấn đề chăng? Có vấn đề chăng? Nếu như đây là một chiến thắng dành cho câu lạc bộ Hà Nội, dành cho câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định, xin lỗi quý vị và các bạn, thì đó sẽ là một cơn ác mộng với Hà Nội FC. Thân mến, chúng ta là những người may mắn khi trực tiếp theo dõi trận đấu này. Tỷ số đang là 3-2 cho câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định. Văn Vĩ là người đã ghi bàn, và một lần nữa bàn thắng của Thép Xanh Nam Định có dấu giày của Henrio và đặc biệt là Rafael Sơn. Đây là quãng thời gian bù giờ của bù giờ và hết giờ. Tỷ số cuối cùng là 3-2. Nam Định giành chiến thắng. Đây có thể sẽ là một cột mốc trong mùa giải mà Thép Xanh Nam Định hướng tới chức vô địch sau gần 4 thập kỷ. Quý vị và các bạn thân mến, ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn đến với phần bình luận sau trận đấu của chúng tôi. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.